Có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khí, êm dịu, nhẹ nhàng. Chỉ khi họ mất đi rồi, người ta mới nhận ra sự quan trọng của họ nhường nào. Mình muốn trở thành một sự tồn tại như thế. Không cần phải trở nên thật vĩ đại trong mắt người khác, cũng chẳng cần phải cầu kỳ kiểu cách, tự làm lộng lẫy cuộc sống của mình bằng màu sắc gượng gạo. Bạn có biết, đằng sau câu nói có vẻ trầm lặng ấy, lại là một tâm hồn đang cuộn xoáy giữa vòng tròn sinh tử. Hôm nay, đến với cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc, tôi muốn gửi chọn tâm tư, tình cảm của một cô gái đã dành cả thanh xuân để khắc ghi hai chữ cảm ơn lên trang giấy cuộc đời và những bài học sâu sắc đã thức nhọn mọi giác quan nơi tôi mà người con gái ấy đã gửi gắm trong cuốn nhật ký một lít nước mắt của cuộc đời mình. Và tôi là Trần Huyền, sinh viên năm 2 khoa tiếng Anh, trường Đại học Thương mại. Trong suốt những tháng ngày rèn luyện của tuổi trẻ, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có những giây phút muốn bỏ cuộc, muốn dừng lại giữa những guồng quay hối hả của cuộc sống, đôi khi vô tình đặt lên vai những đứa trẻ mới lớn những gánh nặng vô hình. Đã đôi lần muốn dừng lại, muốn bỏ cuộc vì áp lực quá lớn trong học tập, thi cử, rồi lại phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm công việc, kinh nghiệm cho những tháng năm sau này. Nhưng mỗi lần suy nghĩ ấy chập lóe lên, trong tôi, cái tên Kito Aya, tác giả của cuốn nhật ký Một lít nước mắt, làm nghẹn ngào biết bao thế hệ, lại xâm lấn cả trái tim và tâm trí, không nhường chỗ cho suy nghĩ tiêu cực kia có cơ hội dẫn lối. Bởi lẽ, tôi đã khóc khi không có giày để đi, cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày. Tất cả những nốt trầm bồng của những năm tháng ấy được cô gái bé nhỏ Kito Aya khắc ghi chân thật đến mức như vừa mới xảy ra ngày hôm qua lên trang nhật ký của chính mình. Để rồi, mỗi lần đọc lại cuốn nhật ký ấy, tôi như được đánh thức khát vọng và nhiệt huyết của chính mình. Cả một chặng đường dài, từ khi căn bệnh quái ác ập đến, cho đến khi tim ngừng đập và tay ngừng viết, cuốn sách như một dòng nước mát với mãnh lực xoa dịu những áp lực gắt gao đang chồng chất, những suy nghĩ bí tắc của những con người luôn sống với chủ nghĩa hoàn hảo. Đó là bài học về sự nhân ái, chan hòa, yêu thương những điều vô cùng bé nhỏ xung quanh. Cuộc sống là vậy, lòng nhân ái, chan hòa đâu cần phải là những lời hứa hẹn đầy sáo rỗng về trách nhiệm với cộng đồng của ai đó ngày hôm qua đăng quang nơi đấu trường nhan sắc, đâu phải là những hình ảnh từ thiện được quảng cáo, PR tràn lan trên các trang mạng, bài báo. Lòng nhân ái, chan hòa tự nó đã cho thấy nơi chốn mà nó thuộc về, đó là lòng người. Mọi điều xuất phát từ sâu trong lòng mình, từ trái tim đầy yêu thương, luôn có sức lay động mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đó là bài học về sự khát khao sống, khát khao được điền tiếp những dòng nhật ký đầy dang dở của tuổi thanh xuân. 15 tuổi, bệnh tật ập đến với cô gái bé nhỏ, mà giống mầm của căn bệnh ấy là những lần mắt không còn nhìn rõ, chân tay không còn linh hoạt, những lần ngã đến chảy cả máu. Nhưng điều đó có là gì với một mầm non đầy nhựa sống? Aya vẫn khát khao được sống, vẫn say mê với nhịp sống. Tôi bất giác nhớ đến cuộc thi Paralympics 2012. Với kết thúc tôn vinh, nỗ lực phi thường của 43.000 vận động viên khuyết tật, đại diện cho 166 quốc gia và vùng lãnh thổ toàn thế giới. Điển hình trong những con người ấy là người không chân Oscar Pistorius với đôi chân giả làm bằng hợp chất carbon đã từng đoạt 4 huy chương vàng tại Thế vận hội Paralympics. Cuộc sống khó khăn, khắc nghiệt đến vậy mà những con người bé nhỏ kia vẫn khát khao sống, vẫn sống có ý nghĩa. Vậy thì tôi và bạn vì lý do gì, vì điều gì mà không ngừng cố gắng vượt qua mọi khó khăn nhất thời của cuộc sống? Những dòng nhật ký của Aya như tiếp thêm cho tôi sức mạnh để vượt qua mọi thách thức của chặng đường, dẫu biết rằng thử thách chông gai còn đầy ở phía trước. Và nó cũng dạy cho tôi tự đặt câu nghi ngữ vấn vào sâu tâm khảm trái tim mình: nếu không mạnh mẽ, em biết phải làm sao? Những dòng nhật ký của Aya đâu chỉ đơn thuần là việc ghi chép lại những tháng ngày chống chọi với bệnh tật, đâu chỉ đơn giản là tâm tư của một con người từng ngày phải chứng kiến suy nghĩ không điều khiển được cơ thể của mình. Đó là những trang viết truyền cảm hứng tuyệt vời cho biết bao con người qua những giá trị mà chỉ cần suy ngẫm một chút ta có thể dễ dàng thấy được.
Đó là bài học về sự lạc quan, mạnh mẽ, kiên cường. Trong suốt cả một hành trình dài, trái tim tha thiết dạo dực ấy chưa một lần và chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. 16 tuổi, bắt đầu những đau khổ. 17 tuổi, mình không hát được nữa. 18 tuổi, sự thật về căn bệnh quái ác kinh khủng. 19 tuổi, có lẽ không được lâu. 20 tuổi, mình không thể chịu thua căn bệnh quái ác này. Đó là những gì mà Aya đã phải trải qua và cảm nhận trong suốt một hành trình dài. Tuyệt nhiên, không một lời than vãn, không một lời oán trách, cũng không một lời bi đát đau thương. Đọc những gì Aya đã trải qua, tôi thấy mình thật sự may mắn. Chưa biết tương lai thế nào và ra sao, nhưng hiện tại, với tôi, đó là một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa. Bởi tôi có một lý tưởng để theo đuổi, một thể lực đủ tốt để theo đuổi ước mơ, một gia đình để trở về, có một người bạn để chia sẻ tâm tư, tình cảm. Như vậy là quá đủ. 0 giờ 55 phút ngày 23 tháng 5 năm 1988, Kito Aya đã ra đi trong vòng tay và tình yêu thương của gia đình. Đây là kết thúc của một cuộc đời. Đã đến lúc đôi chân ấy cần phải dừng lại và nghỉ ngơi. Mặc dù khi ấy không còn nói được nữa, nhưng cô gái bé nhỏ ấy vẫn cố gắng thốt lên âm đầu tiên của từ A trong câu Arigato, tức cảm ơn trong tiếng Nhật Bản. Thì ra lời cảm ơn không chỉ đơn thuần thể hiện sự biết ơn của mình đối với người khác. Với Aya, lời cảm ơn là sự tri ân chân thành và sâu sắc với cuộc đời đã cho cô cơ hội được sinh ra và nếm trải những dư vị của cuộc sống. Đó là lời cảm ơn đặt dấu chấm hết cho một cuộc đời đầy cô đọng. Gấp lại cuốn nhật ký một lít nước mắt, nhưng không thể gấp lại những trang viết với những dấu chân trên những chặng đường mà cô gái bé nhỏ đã đi qua. Lời cảm ơn chân thành ấy bất giác khiến tôi giật mình nhớ đến. Bấy lâu nay, mình đã quên cách bày tỏ sự tri ân với những người quan trọng trong cuộc sống của mình. Tôi muốn kể cho bạn nghe về những gì mà Kito Aya đã phải trải qua trong suốt những năm tháng cuộc đời mình. Tôi muốn kể cho bạn nghe về một trái tim mạnh mẽ, kiên cường. Tôi muốn kể cho bạn nghe về lời cảm ơn chân thành, sâu sắc, đặt dấu chấm hết cho một cuộc đời. Tôi muốn kể cho bạn nghe về những điều bé nhỏ, giản dị như thế, để bạn và tôi thấy được giá trị to lớn mà mỗi cuốn sách mang lại. Với tôi chọn cuộc sống làm bạn với sách, còn bạn thì sao? Mỗi một cuốn sách luôn có những giá trị to lớn với cuộc sống của mỗi người. Sách sẵn sàng trở thành những người bạn tri kỷ của bất cứ ai. Tôi hy vọng những chia sẻ của mình sau đây sẽ giúp chúng ta xây dựng được một văn hóa đọc hiệu quả. Điều đầu tiên, mỗi chúng ta cần phải tự mình nhận thức được tầm quan trọng của sách và khơi dậy được niềm đam mê của mình với sách. Bởi lẽ, đây là yếu tố quan trọng nhất giúp chúng ta có thể xây dựng được một văn hóa đọc cho chính mình. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Tôi có thể chia sẻ với bạn rất nhiều cách để đọc sách hiệu quả. Nhưng nếu như bạn không thấy được giá trị của sách, không trân quý sách như một người bạn, thì có lẽ xây dựng một thói quen đọc vẫn mãi là một điều xa xỉ. Bên cạnh đó, tôi cũng hy vọng và khuyến khích bạn tham gia vào những nhóm đọc sách, chia sẻ kinh nghiệm trên Facebook như Trạm Đọc, Read Station, mỗi ngày một trang sách, dậy sớm và đọc sách. Tôi tin rằng bạn sẽ tìm được những trang sách mới, những chiêm nghiệm về cuộc sống rất ý nghĩa nhờ những nhóm đọc này. Ngoài ra, để giúp mỗi người đọc sách nhiều hơn, bạn có thể tham gia vào những cuộc thi, cảm nhận, chia sẻ về những cuốn sách mà mình đã từng đọc, xây dựng những nhóm để cùng nhau đọc hiệu quả hơn, cùng bạn bè đến thư viện đọc sách mỗi ngày, đặt mục tiêu đọc sách mỗi ngày cho bản thân mình, hay luôn mang theo mình những cuốn sách thật ý nghĩa để đọc trong những thời gian rảnh rỗi, thay vì lướt Facebook, Zalo. Những gì sách dạy chúng ta giống như lửa, chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp lên trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người. Quả thật, làm bạn với sách là lúc chúng ta hiểu mình nhiều hơn, nói ít đi và lắng nghe nhiều hơn. Tôi hy vọng mỗi người, đặc biệt là những người trẻ, khi chưa có quá nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống này, hãy cố đọc thật nhiều sách để tránh được những điều không đáng có trên đường đời.